Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hậu Giang sẽ công bố kết quả điểm thi trung học phổ thông các trường đại học trước ngày 20 tháng 7. Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến giải pháp phi công trình ứng phó hạn xâm nhập mặn, một trong những giải pháp cần thiết và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Đường thi công dang dở, nỗi bức xúc của người dân ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp khi mùa mưa xuống. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân thị xã Ngã Bảy khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ hai thông qua một số tờ trình, báo cáo quan trọng. Trong đó có báo cáo về kế hoạch xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020. Tham dự kỳ họp có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của thị xã có sự tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ hơn 17%. Giá trị công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp đạt hơn 265 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản gặp khó nên đạt rất thấp. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt dưới 60%. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm, đến nay có 5 chỉ tiêu đạt và vượt. Riêng công tác xây dựng đô thị, đến nay có 46 trong tổng số 49 chỉ tiêu đô thị loại 3 đạt so với yêu cầu. 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm dân số và dân số toàn đô thị. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý sẽ được tập trung thực hiện. Trong đó, địa phương sẽ khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng và sản xuất tại các khu cụm công nghiệp, có cơ chế chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2021, thị xã sẽ đầu tư 21 hạng mục dự án. Phấn đấu đến năm 2020, thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Nhân dịp này, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến dự lễ bàn giao nhà tình đồng đội cho ông Quỳnh Bé Ba, ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, gặp khó khăn về nhà ở. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2016. Căn nhà có diện tích 36m2 với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Trong đó, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Ông Huỳnh Bé Ba từng là du kích tại xã Đại Thành, hiện nay có cuộc sống gặp khó khăn. Vì vậy, căn nhà giúp cho gia đình ông ổn định hơn. Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, luôn được đảng và nhà nước quan tâm, nhất là đối với gia đình chính sách, cựu chiến binh. Đồng thời, ông cũng mong muốn chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tiễn ở ấp 4 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Mẹ Nguyễn Thị Tiễn, sinh năm 1929, có hai người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ đang bệnh nặng và được người con gái chăm sóc. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp mẹ có được mái ấm vững chắc, ăn hưởng tuổi già. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Ca khẳng định đây là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn mà đảng và nhà nước dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của mẹ. Căn nhà có diện tích 40m2, tổng trị giá 120 triệu đồng, trong đó Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do Công ty Bảo hiểm Dầu khí và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đóng góp. Thưa quý vị, dự kiến vào ngày 20 tháng 7 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học năm 2016. Sau đó, Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành và cụm thi đại học trong cả nước sẽ thông báo điểm thi bằng các hình thức cho các thí sinh.
Tại cụm thi Hậu Giang, đến thời điểm này, cơ bản đảm bảo kế hoạch công bố điểm thi theo quy định của Bộ. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hậu Giang, đến nay công tác tổ chức chấm thi tại cụm tốt nghiệp trung học phổ thông trong tỉnh đã hoàn tất. Hội đồng thi đã gửi kết quả theo phần mềm hỗ trợ chấm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ công bố kết quả trước ngày 20 tháng 7. Để biết kết quả, thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ hậugiang.edu.vn hoặc tại các trường thí sinh đang theo học. Trong kỳ thi vừa qua, toàn tỉnh có 4.598 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Riêng đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học sẽ truy cập vào địa chỉ www.ctu.edu.vn để biết kết quả thi. Theo thông tin từ Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, cụm thi thành phố Cần Thơ do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, có 12.152 thí sinh dự thi của 3 tỉnh là thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và Hậu Giang. Dự kiến Trường Đại học Cần Thơ sẽ công bố kết quả vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo 12 xã phường thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ trực tiếp của nhà nước là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và được đăng ký hộ khẩu, cư trú hợp pháp trên địa bàn vùng khó khăn. Phương thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với định mức hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo tại 12 xã phường thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ xã khu vực 2 là 80.000 đồng một người một năm, xã khu vực 3 là 100.000 đồng một người một năm. Kế hoạch được thực hiện trong năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối qua, chúng tôi đã đề cập đến các giải pháp ứng phó với hạn mặn tại hội thảo giải pháp kiểm soát mặn trữ nước ngọt để phục vụ sản xuất và dân sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trong chuỗi sự kiện diễn đàn MDES 2016. Qua hội thảo này thì hầu hết các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh thành trong vùng đều có chung quan điểm là ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn và xâm nhập mặn. Vì vậy, nhiều giải pháp ứng phó đã được đề ra, trong đó giải pháp phi công trình được quan tâm ủng hộ nhiều nhất. Bởi giải pháp này sẽ giúp cho đồng bằng sông Cửu Long ổn định lâu dài hơn. Theo quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thì tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là trên 171.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cái khó là các công trình chưa đồng bộ, nên trong mùa hạn mặn năm 2016, các giải pháp phi công trình được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Trong đó bao gồm giảm mùa vụ, chuyển đổi cây trồng hoặc xen canh. Đặc biệt là toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có gần 600.000 hecta nuôi tôm, trong đó gần một nửa là mô hình lúa tôm. Cũng như là cái vùng lúa tôm thì nó có một cái ưu đãi là cái thời gian nó có lúc là mặn nhưng mà có lúc cũng ngọt, thì có thể luân chuyển qua cái hai cái hình thức sản xuất như vậy. Và càng vô sâu thì những cái vùng mà mặn xâm nhập ít hơn thì có thể là chúng ta giảm cái thay đổi cái cơ cấu mùa vụ lại, chứ không hẳn là lúa tôm áp dụng được cho tất cả, mà chúng ta phải quy hoạch lại thành khu vực rõ ràng. Trong cái định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt cái quyết định chuyển đổi đó, thì phải tăng cái xu thế hiện nay là chúng ta phải giảm quỹ đất lúa nhưng mà tăng cái diện tích đất nuôi trồng thủy sản, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản mà tập trung vào là tăng diện tích mặn lợ. Theo các nhà khoa học thì biện pháp lúa tôm là thích hợp cho những vùng giao thoa giữa mặn và ngọt. Đây được xem là biện pháp giúp nông dân có thêm thu nhập vào mùa mặn, không thể trồng lúa. Còn những vùng mặn quanh năm thì sẽ có những giải pháp khác như nuôi tôm dưới tán rừng hay nuôi luân canh, cá, cua biển. Một cái quy trình canh tác lúa tôm nó phải được đúc kết trở lại và nó phải thành ra một cái loại, một cái để mà phổ biến cho người ta làm, chứ không phải mạnh ai nó, với cái danh nghĩa lúa tôm ai muốn làm sao làm thì sẽ hư hết. Tính đến cuối năm 2015, đồng bằng sông Cửu Long có 473.000 hecta chuyển đổi từ đất lúa sang rau màu và cây lương thực khác như bắp, đậu.
Đây là bước đầu, nhưng dự kiến việc chuyển đổi để thích ứng với hạn mặn sẽ còn nhiều hơn. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay có các nội dung: đường thi công dang dở, nỗi bức xúc của người dân ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp khi mùa mưa xuống. Câu lạc bộ trẻ em ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em vùng nông thôn trong những ngày hè. Hội Nông dân huyện Châu Thành A kết hợp với xã Nhân Nghĩa A vừa ra mắt tổ giá đường Hội Nông dân xã. Tổ có 8 thành viên là hội viên và nông dân trên địa bàn ấp Nhân Thuận 1A, trong đó có một số thành viên là thợ hồ. Hoạt động của tổ là đi giảm giá những tuyến lộ xuống cấp trên địa bàn xã. Tại buổi ra mắt thì tổ tiến hành giá 700 mét vuông lộ ở ấp Nhân Thuận 1A. Trước đó, Hội Nông dân đã vận động nhân dân đóng góp tiền mua vật tư giá đường, vận động hộ dân phát quan làm kè mé chống sạt lở, góp phần giúp cho địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Thưa quý vị, hiện nay người dân không những tham gia vào các tổ giá đường mà còn tích cực hiến đất qua màu làm đường, mở rộng lộ ở nông thôn với mong muốn là có con đường lưu thông dễ dàng trong hai mùa mưa nắng. Điều này cũng là mong ước của hơn 300 hộ dân sống trên tuyến kênh đường láng ấp Tân Quế, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Thế nhưng niềm vui khi con đường được triển khai xây dựng chưa bao lâu thì giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh khi qua lại, nhất là lúc trời mưa. Bùn đất bổ dây, lầy lội. Gặp trời nắng thì đỏ hơn một chút. Nhưng để vượt qua đoạn đường kênh đường láng dài hơn 5 cây số này không hề dễ dàng một chút nào. Nếu như trước đây, mặc dù đoạn đường chỉ được rải đá bụi tạm bợ, nhưng ông Trần Văn Việt chỉ mất khoảng 10 phút, còn bây giờ thì gần cả giờ đồng hồ. Trước đây hồi chưa có cái đắp cái lề này nè, thì bà con đi lại vẫn bình thường, mặc dù nó không có bằng lộ đan nhưng mà đi lại nó vẫn suôn sẻ. Từ hồi đắp tới giờ nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là cái học sinh đi học. Học sinh đi học thì vô phương, trời nắng thì còn đi lai gai, chứ trời mưa là vô phương. Được triển khai làm con đường mới ai cũng mừng. Vì thế gần 300 hộ dân ở đây đều đồng tâm thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, người dân hiến đất, bơm cát nền hạ, còn ngân sách đầu tư 3 tỷ 600 triệu đồng làm phần cứng. Tuy nhiên, đã gần 4 tháng trôi qua, phần nền hạ triển khai rất chậm, gây khó khăn trong đi lại. Cái đường vận chuyển khó khăn, không có đơn vị mà ký hợp đồng, cho nên dẫn đến tiến độ bơm cát nó chậm. Thì công trình này thì hiện nay đã thi công được 1,2 km, thì dự kiến là trong tháng 8 đến 30 tháng 8 sẽ hoàn thành tuyến đường. Kinh đường láng này là cái mực nước thủy triều của nó lúc mà xuống thấp nhất là nó khoảng 1,5 m, cao thì khoảng 2 mét mấy. Nếu mà ghe có trọng tải lớn thì không thể nào vào được, cho nên không có cái đơn vị nào chịu tham gia. Chỉ có một đơn vị duy nhất từ đầu tới giờ đó người ta chịu tham gia với mình. Thì tiến độ như thế này thì nó rất là trì trệ. Thì tới đây thì về phía ủy ban xã cũng có chủ trương là sẽ tiếp tục vận động dân, là nếu mà có điều kiện thì kêu gọi, hoặc là có cái phương tiện chuyên chở thì mình cứ tự bơm. Khi mà liền tiến thì đơn vị thi công mặt cứng họ sẽ làm. Hiện tại mùa mưa đã bắt đầu, việc lưu thông trên tuyến đường này càng thêm nhọc nhằn, vất vả hơn, khiến người dân rất bức xúc. Hy vọng rằng địa phương sẽ có hướng giải quyết kịp thời cho người dân, học sinh đi lại dễ dàng. Thưa
quý vị, mùa hè là dịp để các em học sinh được vui chơi giải trí sau 9 tháng miệt mài học tập. Chơi gì, ở đâu luôn là câu hỏi lớn đối với những trẻ em vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh hiện nay. Thế nhưng ở ấp 3000 A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy có một câu lạc bộ khá hiệu quả tạo một sân chơi lành mạnh cho trẻ em ra đời từ 15 năm nay. Câu lạc bộ đó có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự sau. Mỗi tháng một lần, hơn 40 trẻ em ở ấp 3000 A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy lại có dịp vui đùa cùng nhau tại điểm sinh hoạt xã. Tại đây, các em được dạy những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước, được vẽ tranh, diễn kịch, làm báo tường. Không biết từ bao giờ, câu lạc bộ này đã trở thành một điểm sinh hoạt bổ ích trong những ngày hè của những đứa trẻ nông thôn. Ban đầu thì em được hiểu về quyền lợi của trẻ em, phòng chống bệnh dịch, về dinh dưỡng và được vẽ tranh, vui chơi giải trí, ca hát và được diễn kịch. Ở đây của em giống như là ngôi nhà thứ hai của em vậy, chăm lo cho em về cả tinh thần lẫn vật chất. Chủ nhiệm của câu lạc bộ này là bà Nguyễn Thị Lệ Quyền. 15 năm trước, nhận thấy trên địa bàn không có chỗ cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi giải trí, bà Quyền đã suy nghĩ ra cách tập hợp các đứa trẻ lại tại nhà mình. Đất nước nào xâm chiếm một đất nước khác, đó là dẫm đạp danh dự của tổ quốc. Lúc đầu chỉ khoảng 5 đến 10 em, nhưng theo thời gian, khi tuổi của bà càng lớn thì số trẻ tìm đến câu lạc bộ của bà càng nhiều. Bởi câu lạc bộ do bà phụ trách như một lớp ngoại khóa rất có ích, mặc dù bà chưa từng trải qua trường lớp sư phạm nào. Ở nơi thôn quê thì các em không có chỗ để vui chơi giải trí, cho nên khi được cái câu lạc bộ các cấp các ngành quan tâm chăm lo thì tôi cũng cố gắng để cho các em có cái chỗ vui chơi giải trí, dạy cho các em về những cái phòng tránh các cái bệnh dịch, các em ca hát hoặc nói về những ngày lễ lớn hoặc là về những cái lịch sử của đất nước mình, cho các em thôi thúc cái tình cảm, các em biết là trẻ em Việt Nam thì phải hiểu được thế nào là quê hương đất nước. Một việc làm nhỏ nhưng lại có sức lan tỏa to lớn. Câu lạc bộ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Từ đó, chính quyền xã cùng với trường Đại học Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ số tiền 65 triệu đồng để xây dựng nên điểm sinh hoạt khang trang này, để bà Quyền cùng với những đứa trẻ tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Những hình ảnh về câu lạc bộ trẻ em ở thị xã Ngã Bảy cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.